Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào nhu cầu đi lại của người dân, ngành đường sắt vừa có thông báo kế hoạch chạy tàu trong dịp Tết Dương lịch 2024. Ngành đường sắt còn tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều đoàn tàu. Trên tuyến đường sắt Hà Nội Vinh chạy thêm đôi tàu SE3536 từ các ngày 29 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuyến Hà Nội Lào Cai chạy tàu SP1 xuất phát từ ga Hà Nội các ngày từ 28 đến 30 tháng 12, tàu SP2 xuất phát tại ga Lào Cai các ngày 31 tháng 12 năm 2023 và mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đơn vị còn tăng cường chạy thêm tàu SNT4 chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 29 tháng 12 và tàu SNT5 Nha Trang về thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao đột biến trong dịp Tết Giáp Thìn sắp tới. Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng cần lưu ý giảm đến mức thấp nhất việc chậm hủy chuyến bay, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, thực hiện nhanh nhất việc soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách. Đồng thời, ra soát và bố trí hợp lý khu vực các phương tiện ra vào đón trả hành khách, khu vực vị trí đỗ xe chờ đón hành khách để đáp ứng nhu cầu của lượng hành khách tăng dịp cao điểm, tránh xung đột ùn tắc giao thông trong khu vực cảng hàng không. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có một số điểm đấu nối trái phép hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Số điểm đấu nối trái phép không nhiều nhưng cơ quan chức năng cần chủ động kiểm tra, ngăn chặn không để tình trạng đấu nối trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến diễn biến phức tạp hơn. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 133 km đi qua 6 huyện. Hiện nay trên tuyến có 3 điểm đấu nối trái phép và hai điểm đang san lấp mặt bằng. Đào rãnh thoát nước lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trường bộ tại hai huyện Ngọc Lặc và Như Xuân. Ví dụ tại km 554 130 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Minh Tiến huyện Ngọc Lặc, công ty Xuân Thiện đã đấu nối trái phép ra đường Hồ Chí Minh, gây xung đột và hỗn loạn giao thông. Tại km 618 00, chủ đầu tư dự án nhà ở khu dân cư đã san lấp mặt bằng, đấu nối rãnh thoát nước ra đường Hồ Chí Minh khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng. Nếu như mà chủ đầu tư mà không tiếp tục gia hạn cái thủ tục đấu nối thì công ty cổ phần quản lý đường bộ 470 sẽ phối hợp với lại văn phòng quản lý đường bộ 2.1 và chính quyền địa phương sẽ có biện pháp là rào chắn đóng đóng lại cái điểm vị trí đấu nối này. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ yếu ở các huyện miền núi, đường có nhiều đoạn hẹp cong cua, trong khi đó tốc độ tối đa cho phép lên đến 80 km/h. Vì vậy, việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đấu nối trái phép sẽ là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, Văn phòng quản lý đường bộ 2.1, đơn vị quản lý tuyến đường đã nhiều lần có văn bản yêu cầu tập đoàn Xuân Thiện trả lại nguyên trạng ban đầu nhưng chưa có kết quả. Văn phòng quản lý đường bộ 2.1 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với tập đoàn Xuân Thiện, đồng thời thực hiện biện pháp cưỡng chế đóng điểm đấu nối trái phép này. Các điểm vi phạm còn lại, đơn vị quản lý cũng kiến nghị chính quyền địa phương cần vào cuộc có biện pháp xử lý dứt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau khi đào đóng mùa lan xong, chúng tôi sẽ làm việc với địa phương để cho để không để tái phạm cái việc mà công ty cổ phần xuất thiện sẽ dỡ bỏ cái hộ lan sau khi đóng. Luật giao thông đường bộ và nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Do vậy, việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ là cần thiết. Song nếu chính quyền địa phương chủ động trong quản lý ngăn chặn vi phạm thì sẽ tốt hơn khi để xảy ra vi phạm mới xử lý. Chương mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.